Có bao giờ mà các bạn nghe đến phở sạch chưa? Quán phở này vừa khai trương thêm một chi nhánh thứ hai ở khu Trung Sơn Sài Gòn và cũng là chi nhánh thứ 9 ở Việt Nam. Ăn phở ở đây sẽ được cam kết chất lượng thơm ngon, nguyên liệu tươi sạch nhất, đặc biệt là sẽ có một khu làm bánh quẩy, bánh gói, bánh tôm Hồ Tây cùng với lại sủi cảo được decor bắt mắt. Được làm tươi mà khi nào khách ăn thì mới bắt đầu làm nha. Chắc có lẽ vì vậy mà quán có slogan là phở sạch dành cho người sành. Phở được chế biến gọn gàng sạch sẽ với lại một khu bếp mở. Nước lèo ngọt thanh và thơm ngon chuẩn gốc Bắc. Phúc ấn tượng vì lần đầu tiên thấy một cái quán phở mà có một khu chế biến bánh quẩy, mà những cái quán Phúc đã ăn đa phần thì mua từ nơi khác. Quán có đầu bếp chuyên nghiệp nắng bánh rồi chiên tại chỗ cho mình xem luôn, cùng một số bánh đặc sản miền Bắc như là bánh gói Lý Quốc Sư, bánh tôm Hồ Tây và sủi cảo chiên giòn. Phúc gọi một tô phở tái mà rất là nhiều thịt nha, một tô phở đặc biệt mà được tặng kèm thêm một phần bánh quẩy để ăn cùng thì thực sự chất lượng. Phúc ít ăn phở Bắc cho nên cách ăn và nước chấm cũng sẽ hơi khác cách ăn của miền Nam. Tô phở đặc biệt chuẩn gốc Bắc thực sự rất là nhiều thịt bò, đặc biệt là nhiều hành lá và nước lèo ngọt trong. Menu rất đa dạng như là phở tái, phở chín, tái lăn, tái gân, tái gầu, nạm, lỗi lăn cháy tỏi, phở đặc biệt, một số món Bắc như là cơm rang dưa bò, phở tái nạm gầu, phở xào hay là phở sốt vang. Đặc biệt là quán có phở chiên phồng, phở trộn bắp lõi và cả món phở cuốn Hà Nội nữa. Phở sạch vừa update thêm hai loại lẩu là riêu cua sườn sụn bắp bò và lẩu bò thập cẩm mà chỉ từ 199.000 cho hai người mà ăn no nê với rất là nhiều món nhúng. Các món bánh gói, bánh tôm, sủi cảo thì sẽ được cắt nhỏ và ăn với lại nước mắm cùng rau giống như là mình ăn bún chả vậy. Phở sạch thì có mặt tại số 71-73 đường số 8 khu dân cư Trung Sơn Bình Chánh. Mở cửa từ sáng cho đến 2 giờ chiều, từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối mỗi ngày nha.